Xin chào anh chị và các bạn. Với khát vọng nâng cao nhận thức và năng lực tài chính của người Việt Nam, AssetFin xây dựng kênh YouTube Tự do Tài chính là nơi để chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm mà chúng tôi rút ra từ câu chuyện của các khách hàng tại AssetFin và những câu chuyện thực tế mà chúng tôi sưu tầm. Chuỗi nội dung mà chúng tôi chia sẻ sẽ xoay quanh 5 vấn đề trong quản lý tài chính cá nhân, kèm theo đó là thông điệp chúng tôi muốn truyền tải trong mỗi lĩnh vực, đó là kiếm tiền hạnh phúc, tiết kiệm kỷ luật, chi tiêu thông thái, bảo vệ thông minh và đầu tư hiệu quả. Dành cho những vị phụ huynh muốn dạy con về quản lý tài chính, chúng tôi có dành tặng ebook Cùng con tự do tài chính miễn phí dưới phần mô tả. Còn sau đây, mời anh chị và các bạn, chúng ta cùng đi vào nội dung của bài ngày hôm nay. Người Việt chúng ta có câu ca dao: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha nghĩa mẹ được ví với những điều to lớn vĩnh hằng để lột tả tình yêu vô bờ bến của cha mẹ với con cái. Tuy nhiên, tình yêu của mỗi người làm cha làm mẹ lại được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Có người chiều chuộng con hết mực, sẵn sàng cho con bất cứ thứ gì con muốn, làm thay con khi thấy trẻ gặp đôi chút khó khăn. Theo nghiên cứu trong dự án nuông chiều con quá mức đã xác định được một số dạng của hiện tượng này. Thứ nhất, cha mẹ nuông chiều con quá mức, điển hình đầu tiên là cho con quá nhiều. Đáp ứng quá nhiều ở đây có thể là đồ ăn, đồ chơi hoặc các hoạt động giải trí hay thậm chí là quá nhiều thiết bị điện tử. Thứ hai, phụ huynh thể hiện sự chiều chuộng quá mức với con khi sẵn sàng trở thành bảo mẫu, bao bọc con ngay cả khi trẻ đã lớn. Phụ huynh dạng này sẽ mong muốn giải quyết vấn đề ngay cho con thay vì kiên nhẫn định hướng trẻ tìm cách tự giải quyết vấn đề thế nào. Hoặc có những gia đình có cách yêu con hoàn toàn khác, với suy nghĩ trứng sau khôn hơn vịt nên áp đặt cho con mình một con đường mà cha mẹ cho rằng đó là tốt. Điển hình cho những cha mẹ như thế này là câu nói: con không được làm thế này, con phải làm như lời bố mẹ nói, hoặc thậm chí cả đòn roi nếu con làm sai ý mình. Có con mới hiểu lòng cha mẹ. Nỗi lòng của người làm cha, làm mẹ, ai cũng muốn dành những điều tốt nhất cho con, mang đến cho con niềm vui, mong con mình giỏi giang, thành đạt. Nhưng có lẽ điều mà cha mẹ mong cầu nhất chính là mong cho con mình được hạnh phúc. Vậy cách yêu, cách thương con như trên có giúp con được hạnh phúc? Và quan trọng hơn là hạnh phúc lâu dài không? Nhiều bạn trẻ hiện nay có thể là rất giỏi, là thủ khoa, á khoa. Các bạn cầm trên tay những chiếc bằng đẹp đẽ là niềm tự hào của cha mẹ, của gia đình, của dòng họ. Nhưng chớ trêu thay, khi xa gia đình, những thủ khoa, á khoa trên không biết cách cầm chổi quét nhà, không biết cách giặt quần áo. Mọi thứ đó vì đã quen có cha mẹ làm thay. Liệu các bậc phụ huynh có mong muốn con mình trở thành người như thế này? Tuy nhiên, việc nhà có thể học, công việc tay chân cũng có thể học để làm. Nhưng làm sao để có thể học được có chính kiến, có ước mơ, có sở thích cá nhân? Khi cha mẹ đã quá cẩn thận, chu đáo, lo cho con hầu như hết mọi thứ theo kiểu lập trình sẵn, hoặc quá áp đặt con khiến con cái thiếu đi tính tự lập, có thái độ thờ ơ với mọi việc, thiếu đi đam mê, hoài bão. Để rồi, những người con không xác định được mình thích gì, làm nghề gì. Lúc này, cha mẹ lại thường lấy ngay chính những đam mê, ước vọng, đôi khi còn là đang dở dang của mình để định hướng cho con đi học, đi làm. Không biết mình thích gì, không biết mình muốn gì, không biết mình có khả năng làm gì, chỉ biết làm những gì cha mẹ vạch ra. Con đường cha mẹ vạch ra chắc chắn là với mong muốn tốt cho con, nhưng câu hỏi quan trọng nhất đó là có phù hợp với con hay không? Con có hạnh phúc khi đi theo con đường như thế không? Thực trạng này đã được thể hiện rất rõ trong bộ phim Ba Chàng Ngốc mà chúng tôi đã có bài chia sẻ và rút ra bài học từ những nhân vật chính trong phim. Chúng tôi có để link bài chia sẻ dưới phần mô tả cho anh chị nào có quan tâm. Nhiều bạn trẻ thậm chí còn không biết mình có hạnh phúc không. Cha mẹ vui là con vui rồi, chỉ cần cha mẹ vui là được. Đó là những gì các bạn suy nghĩ. Những chú gà công nghiệp không đam mê, không hoài bão, không có định hướng cá nhân, vô tình được ra đời như vậy.
Chúng tôi trước đây đọc được một bài báo nói về người con trai hơn 40 tuổi ở đất nước Nhật Bản, bày bừa rác thải khắp nhà, thậm chí cả bằng người anh ta. Nhưng anh ta không hề dọn. Anh ta chỉ ở nhà xem phim giải trí, đọc truyện tranh. Hằng ngày cha mẹ anh ta, tuổi đã gần đất xa trời, đem cơm đến và dọn dẹp cho anh ta. Trong câu chuyện đáng thương trên, đứa con có lỗi, nhưng cha mẹ cũng không phải vô can. Chắc chắn các bậc phụ huynh không thể kèm cặp bên cạnh con suốt cả cuộc đời. Con cái rồi sẽ có cuộc sống riêng của mình, sẽ cần tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của bản thân. Khổ hay sướng, vui hay buồn, sẽ do chính hành động và suy nghĩ của con tạo nên. Các bậc phụ huynh nên chỉ đứng ở vai trò là một người bạn, là một người tư vấn với con cái, cùng con tìm ra định hướng, giúp con tìm ra những ước mơ và ủng hộ con với những gì con đang hướng đến là đúng đắn. Cuộc sống ngoài kia muôn vàn sắc màu, có vấp ngã rồi sẽ có đứng lên, có thất bại rồi sẽ có thành công, có nước mắt rồi sẽ có nụ cười. Hãy để con tự đứng trên đôi chân của mình. Hãy để con tự cảm nhận niềm vui, niềm hạnh phúc thuộc về con. Hãy để con trưởng thành là những chú chim đại bàng có sức mạnh, có kỹ năng và có chính kiến. Sau đây chúng tôi muốn chia sẻ câu chuyện của một người bạn tên là Trần Trình Tường. Tường hiện là founder của một trung tâm tiếng Anh được nhiều học sinh, sinh viên lựa chọn học trong hơn 6 năm qua. Trước khi đạt thành công như hiện tại, Tường đã từ bỏ công việc tại một tập đoàn marketing lớn với mức lương ngàn đô. Năm 6 tuổi, tôi đã được mẹ cho rửa chén. Tôi chưa biết rửa chén nên mẹ đã bày trò chơi ngăn nắp. Mẹ gieo vào đầu tôi rằng ai ngăn nắp là người dễ thương. Thế là hai mẹ con cùng chơi trò ngăn nắp, mẹ rửa chén còn tôi úp chén. Sau đó làm thêm rất nhiều việc nữa. Mẹ dạy rằng học làm người thì phải học lao động tốt. Năm 12 tuổi, lớp 6, mẹ dắt tôi lên chùa phụ làm công quả. Các cô ai cũng khen tôi, sao còn nhỏ mà biết làm phụ bếp giỏi thế? Cuối giờ mẹ dặn, muốn giỏi là phải siêng năng, nhưng phải biết khiêm tốn mà vẫn mang phong thái tự tin. Từ lớp 6 đến lớp 9, mẹ cho tôi học võ Việt Nam, một môn võ mà tôi rất yêu thích. Tôi có nhiều bạn bè, có cơ hội trình diễn võ thuật với nhiều người. Chính điều đó đã hun đúc sự dạn dĩ, mạnh mẽ trong tính cách của tôi. Năm lớp 9, mẹ cho tôi vào cung văn hóa thiếu nhi, học ngoại ngữ, chơi thể thao, chỗ nào nhiều người hoạt náo, mẹ dắt tôi vào hết. Mẹ còn dẫn tôi đi làm từ thiện, cho tôi thấy nhiều mảnh đời thiếu may mắn, cần được yêu thương. Từ lớp 6 đến lớp 12, dù trường xa nhà gần 10 km, đi ngược chiều gió biển Nha Trang, mẹ vẫn không chở tôi đi học. Mẹ nói, con trai, muốn khỏe mạnh, muốn vạm vỡ không? Dạ, con muốn. Vậy con tự đạp xe đi học, mẹ không chở nhé. Lúc đó, đương nhiên là tôi không vui chút nào. Nhưng nhờ vậy mà cậu học sinh nhỏ nhắn đã thông thạo đường đi nước bước của cả thành phố nhỏ. Năm 18 tuổi, tôi lên Sài Gòn học đại học. Tôi lúc đó tự thi, tự học, tự tìm phòng trọ. Cha mẹ có thể hỗ trợ mọi thứ, nhưng muốn cho tôi tự nghiên cứu, tự thực hành và trải nghiệm. Năm nhất, mẹ cho tôi 4 triệu tiền học. Năm 2, mẹ cho 3 triệu. Năm 3, mẹ cho 2 triệu. Năm 4, chỉ còn 1 triệu tiền ăn học. Mọi thứ tôi phải tự lo. Từ năm 18 tuổi, mẹ đã dồn tôi vào áp lực tài chính như thế. Ra trường, bạn Tường trong câu chuyện này đã dặn dĩ và cứng cỏi hơn chàng trai 18 tuổi chân ướt chân ráo vào Sài Gòn hơn rất nhiều. Chính vì cách nuôi dạy con như đại bàng của mẹ mà bạn Tường đã vững vàng và tự tin như hiện nay. Tường có một người em họ có câu chuyện trái ngược. Em gái này suốt những năm cấp 2, cấp 3 đều được mẹ chở đi học vì sợ con gái ra đường bị bắt cóc, bị chọc ghẹo, lo trời nắng con đổ bệnh. Đi đâu, mẹ em ấy cũng hỏi, làm gì mẹ em ấy cũng quản. Lên đại học thì cha mẹ lo hết, cho ở nhà người quen, việc làm thêm thì cấm. Những tình cảm đầu đời của em cũng bị mẹ phản đối một cách rất gay gắt. Năm em 17 tuổi, em biết rung động, nhưng sau đó mẹ em biết thì đã xé toạc tấm thiệp sinh nhật bạn trai cùng lớp gửi tặng. Em khóc thảm thương.
Ngày em nó 22 tuổi ra trường, không dám yêu, không dám xin việc, tự tin yếu kém, vẫn xin tiền mẹ. Vậy đó, con cái như sản phẩm của cha mẹ, và suy cho cùng, con cũng chính là tấm gương phản chiếu rõ nhất hình ảnh của cha mẹ. Như vậy, AZFin đã chia sẻ cùng anh chị về câu chuyện những chú gà công nghiệp luôn học và làm theo định hướng của cha mẹ. AZFin rất hy vọng bài ngày hôm nay có thể giúp anh chị ở một góc nhìn nào đó hỗ trợ tốt cho việc giáo dục và định hướng cho con để con có niềm hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Hãy đồng hành cùng AZFin trong những số tiếp theo để lắng nghe những chia sẻ của chúng tôi trong chặng đường nuôi dạy con khôn lớn. Cảm ơn anh chị và các bạn đã đi cùng AZFin đến những phút cuối cùng của bài chia sẻ ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ có video mới vào mỗi tối thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Hy vọng với những kiến thức thực tế này sẽ giúp anh chị và các bạn, đặc biệt là những anh chị đã có con, rút ra những bài học hữu ích cho bản thân, người thân, đặc biệt là cho thế hệ trẻ trong tương lai. Qua đó giúp tài chính mỗi gia đình trở nên thịnh vượng, Việt Nam của chúng ta trở nên hùng cường.